Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người tô màu kem đánh răng nha, và bàn chải đánh răng nha, và để nó mất nhiều thời gian mình sẽ mọi người tô luôn nhá. No, mình là một con người trung thủy. Không bao giờ có hai người. Chỉ có ba người thôi đúng không? Không chỉ thiên quang kế vợ thì vẫn vẫn đủ người cho mấy đám mắt vợ. Ai biết gì đâu. Không phải tôi là con người chung thủy. Chỉ có khi chia tay tôi mới yêu con khác thôi. đúng rồi. Bao giờ chia tay tôi bắt đầu bị tôi đi tắm khác rồi. Tắm nha. Hết nước rồi. Tôi tưởng em tắm rồi. Chưa, em mới ngồi đầu thôi mà. Chịu. Phòng anh Long em tí em tắm luôn. Tôi anh chưa tắm. Chưa anh. Đi đi. Bẩn ạ. Nói vậy thôi chứ nay em không tắm đâu, mệt lắm. Nay ốm rồi, tắm là ốm rồi đấy. Ốm mẹ anh. Tôi mà ốm bao nhiêu cô gái buồn đấy, mệt lắm. Ai buồn? Anh đừng kêu môi dài vậy. Dài cái môi. Người ta hẹn game bao nhiêu, chúng nó hẹn game bao nhiêu ngày rồi không chơi người ta buồn là đúng rồi. Tại ò. Đúng không mọi người? Ok nha. Xem nào. Ok. Tôi không biết tao mày phản trước. Hết nước kìa anh. Hết nước mày. Làm gì mà hết sạch á. Vâng. Biết thì tắm bao lâu không anh? Em tắm nhanh mà nước nó ít quá. Thôi không sao, mai tắm. Chuyện hết sức là bình thường, đúng không mọi người? Đúng vậy. Nói chung là Hương vào việc đi Hương. Anh ơi, anh ơi. Rủ đi. Tịnh cầm máy Hương rủ bạn ấy vào đây đi. Ôi em một cái thì em đi tắm được. Bảo hết nước mà vẫn tắm được hả? Đi tắm đi. Náo quá. Mày về nhà mọi người. Nhớ về nhà, chơi game đấy, chơi game. Anh chơi đâu? Sáng như mấy trăm làm việc nhà như kiểu mấy trăm game đi. Về nhà cũng làm việc tao nhóc. Thì xem nhau mà. Xem còn khỏe, cho đánh ra sắp được. Ok nha mọi người. Em có thể nghĩ cho em một chút được không? Sao có gì? Ok nha. Tao bảo em hót tức từ sáng nay hót không? Một cái tô đây ạ. Vội quá. Em thấy anh nằm ướn nha. Chờ em đánh răng rửa mặt, em đang thay quần áo xem mức. Ok nha mọi người. Tự dưng nhà em có mấy cái máy hút bụi nó nhàn hạn đến đấy cả. Thế nhà sạch mông. Sạch lắm luôn. Nó được cái con này không? Cuốn hết có cả nước luôn này. Mấy cái dây kiểu sợi như kiểu trắng trắng ở chỗ bán kìa là hút được hết. Sạch luôn. Thế anh không biết nha. Phòng em quét em còn chẳng biết có lông quay min hay không. Kiểu em không nhìn thấy, hỏi em không để ý. Mà nhưng mà anh phải hút liên tục cơ, chỉ cân bẩn. Nhưng mà không, nhà này không có mèo đâu mà phải lo hút liên tục. Nhà okay, mèo phải lo. Nó tự chạy xung quanh phòng luôn. Không ạ, mình phải cầm mình đẩy chứ. Đi đâu. 500.000 mà anh đòi nó chạy xung quanh phòng. Ôi giời. Thì quét đi cho nó nhanh. Không, quét không sạch đâu. Sạch đâu, cái quét sạch hơn tại hút nó chỉ được một số ít thôi. Nó hút thì làm sao nó bây giờ anh đầu tư cái hẳn 20 triệu 30 triệu nó sẽ chạy quanh nhà cho anh. Xưa đi rửa xe dùng cái hút to đùng nó chạy quanh nhà nó hút. Anh mua bao nhiêu? Không tưởng nó chạy bật nó chạy tự động. À, cái đấy thì cũng tầm mười mấy triệu hoặc mấy triệu thôi, không khác đâu. Nó không khác quá đâu, tại vì bây giờ càng ngày công nghệ nó càng ấy mà. Ok nha mọi người, công nghệ nó tiên tiến lắm. Người tô đi ạ. Chúng nó phải rủ đi ọp nên đi không nhỉ? Đi ngay dưới này đi. Hả? Ngay dưới này à? À không, chúng nó vừa đi quán khác nữa rồi. 7 giờ là dưới này, còn giờ đi đâu thì chưa biết nữa. Cái gì không chung, à đâu cái gì gần đằng ấy kìa. Cái đằng dưới kìa. Giờ đằng nào tôi vẫn phải đi gần đến đấy, tôi đủ xăng mà xe hết xăng. Anh Đức, đổi em 50. Nhức chụp ok tiền đúng không?
trên 5 giờ từ 50 lần này. No, để đổ xăng mà anh ơi. Ừ, đổ xăng tiền này anh được, không được gì. Ra đây ngồi đếm luôn không? Không, không được gì cả. Mất thời gian cho người ta đông khách. Nào chuyển quán đây. Đưa tờ 50 đây chứ. Xin quán 50 không thị? Tôi không có tiền mặt, rất tiếc. Tưởng nãy, à rồi nhìn. Đây có ấy đâu. Anh Đức nợ. Anh Đức bảo nợ mà. Em nhớ anh có tờ 50 cơ mà. Đưa làm gì có đây. Anh tìm lại đi, nãy em nhớ em thấy có một tờ đỏ đỏ mà. Nên là tờ bao nhiêu đây? 40 à? Đấy, hai tờ này nữa. Rồi. Đủ. Sao đủ chưa? Đấy, thấy chưa? 50. Tranh đi chợ. Ok nha mọi người. Đấy, tí đổ xăng là đẹp rồi. Từ từ, khoan, em nghĩ em không cần đến 50 đâu. Được, cái 50 đi, không cần đến 50. Em cần dùng tiền tài khoản mai em chuyển hàng đồ nữa. Thế mất, giờ mà chuyển ra hết là mai ăn cám đấy. Mai không đủ tiền trả hàng. À đây, 30 đây anh. Này em trả này. Em trả lại 3 tờ. À, cái này sao không sử dụng được? Thì đứng này. Cái này sao không sử dụng được? Lấy 30 cái ra. Nó còn nữa đâu mà sử dụng anh. Cái vòng quay này nó xóa rồi mà. Giờ mấy cái vé quay đấy anh đổi được cái vé quay khác đấy. Quay sự kiện Tết đấy. Đổi chỗ nào? Vào sự kiện đi anh. Cái gấp. Xong rồi tìm em có cái sự kiện nó đổi này cái ra vòng quay ấy. Đạp quý ở nó. Ok nha, mình cho là mấy tranh nhé, có thể cho mọi người xem nhé. Một quay này vừa ra mà nên nó cũng gọi là ổn hơn. Đổi được skin mà. Quay đấy nhiều được đổi được đủ để đổi skin mà. Skin test. Ok nha mọi người, em 16, em 11. Đâu, đổi chỗ nào? Em quay chưa? Chưa. Ở cái gì nhỉ? Cái sự kiện nó có cái à đấy, ở sự kiện nó xem anh xem đấy có cái nào nó đổi cái quay này, có cái giống vậy này, cái tải rồi em chẳng biết tải như nào, đổi 5 cái hay sao, đổi 1. Ok nha mọi người, mọi người tô đi ạ, hết 8 mà nhiều quá. Cái hôm nay ăn phải cái gì mà nó đau bụng từ chiều đến giờ hơi nhiều nha. Anh Đức đầu độc em đúng không? Chiều nay, trưa nay em ăn mỗi cái đấy mà còn thêm cái gì đâu nhỉ? 6 giờ ăn mỗi cái lúc trưa thôi mà. Ok nha mọi người. Ok, hết tầm 8, ok nha mọi người. Và video của mình đến đây là kết thúc nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Đuổi đấy, mọi người tôi đi ạ. Thì sẽ là tầm mới xem nhé, có thể cho mọi người xem nha. Đúng rồi, quay mấy cái đấy hay ra mình học nữa. Đâu nhỉ? Ừ, đây này. Ok nha mọi người. Mọi người có tô được không ạ? Tô theo mình nha mọi người, để bạn đánh cái tranh đi nhá. Ok nha. Mọi người đợi mình chút xíu.
nhỉ, không bao giờ sai đâu mà. Ok nha mọi người, mọi người tô đi ạ. Ủa điện thoại đâu nhỉ? Mua là mình chung mình tìm cái điện thoại mình đã. Ơ tiền đâu nhỉ? À tiền cân à, thì em chuyển nha, em chịu. Ok, và video của mình đến đây kết thúc nha. Em là Tân Mười, những video tiếp theo mình like xem cái kênh của mình nha. Bye bye.